Chương trình xin được tiếp tục với thông tin về giá vàng. Tính đến 11 giờ sáng nay, giá vàng trong nước tăng nhẹ so với phiên mở cửa. Tuy nhiên, thì vàng SJC vẫn chưa lấy lại mốc là 67 triệu đồng trên một lượng. Cụ thể, vàng SJC tại Bảo Tín Minh Châu tăng nhẹ 50.000 đồng mỗi lượng cả hai chiều, giao dịch mua vào ở mức là 66 triệu 370.000 đồng một lượng và bán ra ở mức là 66 triệu 980.000 đồng một lượng. Còn vàng dòng Thăng Long cũng đang tăng 80.000 đồng mỗi lượng, hiện mua vào ở mức là 55 triệu 810.000 đồng trên một lượng và bán ra ở mức là 56 triệu 810.000 đồng trên một lượng.